Phần cuối trong chương trình, mục lựa chọn của tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một ngành học mới đang trở thành xu hướng trong tương lai, ngành quản trị truyền thông tích hợp. Bạn có đam mê và ước mơ trở thành giám đốc sáng tạo, MC hay biên tập viên ở các cơ quan thông tấn báo chí hay đài truyền hình, chuyên gia marketing hay chuyên gia mạng xã hội, hoặc chuyên viên truyền thông hay phóng viên hội tụ. Mục tiêu của bạn là sở hữu mức lương từ 8 đến 10 triệu đồng khi vừa tốt nghiệp. Hãy định hướng nghề nghiệp của mình ngay từ bây giờ. Ngày nay, khi công nghệ Internet và mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen của mọi người, nhu cầu tìm kiếm ngày một tăng nhanh và luôn muốn biết cái gì dành cho họ. Chính vì thế, truyền thông tích hợp là giải pháp tối ưu và mang lại những giá trị thực sự hiệu quả. Trong đó, mỗi người trải nghiệm chính là người chia sẻ và thương hiệu sẽ được truyền thông bằng các phương tiện miễn phí hoặc trả tiền thông qua việc hoạch định ra các kế hoạch cụ thể và tích hợp nhiều phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình, ấn phẩm quảng cáo, v.v. Để thực hiện chiến dịch này, cần có sự tham gia của nhiều chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau như chuyên gia PR, chuyên gia mạng xã hội hay chuyên gia sáng tạo ý tưởng. Tất cả các kênh truyền thông nói trên đều hướng đến một ý tưởng chủ đạo, và trước xu hướng phát triển như hiện nay thì người làm truyền thông phải thường xuyên cập nhật và tìm ra những công cụ truyền thông tích hợp để phát triển các sản phẩm hơn nữa. Do vậy, truyền thông tích hợp được xem là ngành học xu hướng thời thượng nhất trong tương lai, bởi nhu cầu tuyển dụng các vị trí này ngày một không ngừng tăng. Đây là ngành học tích hợp đầy đủ các module nghề nghiệp trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện như báo chí, truyền hình quảng cáo, truyền thông và marketing hiện đại. Ngay sau khi ra trường, các bạn có thể làm việc tại nhiều vị trí ở các tòa soạn, đài truyền hình, công ty truyền thông quảng cáo với vị trí là phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, các chuyên viên truyền thông marketing. Với đội ngũ giảng dạy là nhà báo, biên tập viên, chuyên gia truyền thông uy tín và một chương trình học thực hành sinh động, chúng tôi sẽ đồng hành và xây dựng các kỹ năng để bạn có thể trở thành một người làm truyền thông chuyên nghiệp hoặc phóng viên hậu tụ vững vàng tay nghề trong tương lai. Chúng tôi sẽ đồng hành và xây dựng các kỹ năng để bạn có thể trở thành một người làm truyền thông chuyên nghiệp hoặc phóng viên hội tụ vững vàng tay nghề trong tương lai. Vậy nên, nếu bạn cũng có cùng đam mê như tôi, hãy tin và chọn lựa môi trường học tập ở Đông Á. Lựa chọn theo đuổi niềm đam mê của mình, chắc chắn bạn sẽ thành công.